đắng cách thoa kem chống nắng này. Ủa thoa kem chống nắng gì mà cứ như là đánh nền đánh lót vậy? Nhưng mà đó là MV cách đây vài năm trong video clip cũ. Ủa gì đó? Nhưng nghiệp của không chừa một ai, đấy chính là cách mà tôi đang thoa kem chống nắng bây giờ. Thoa chống nắng kiểu này xong nó cứ bị đẹp ấy các bạn ạ. Đối với là dạng kem, đầu tiên cho ra tay xong các bạn cũng tán nhẹ nó ra, thoa lên mặt ấy, đấy thành từng vệt như thế này. Xong rồi đây, dùng cái cọ giống như là đánh nền với cả đánh lót. Ngày xưa em ấy cứ nghĩ là nếu mà làm như thế này dính hết cả ra cọ rồi thì sao, nhưng mà thực ra không dính ra cọ bao nhiêu cả, cảm giác là tán rất đều ở trên da luôn. Nhiệm vụ còn lại chỉ cần lấy tay vỗ lại một lần cuối để đảm bảo là nó đã đẹp và đều. Đấy, cần layer đúng không? Đây layer, có layer. Dạo gần đây tôi bị nghiền cách thoa kem chống nắng như thế này, nhưng mà nhớ là bạn dùng cọ chống nắng riêng, có cọ riêng dành cho nền nha. Dạng sữa cũng làm được luôn, chỉ có lưu ý dạng sữa thì các bạn phải lắc đều lên trước khi sử dụng, xong rồi cho ra lòng bàn tay cũng như vậy, tán nhẹ ra thoa lên mặt đó. Việc còn lại thì để cái cọ mà lo thoa. Theo cách này lớp finish rất là đẹp, hạn chế được tình trạng là loang lổ và nó rất nhanh, lấy ở thoải mái bao nhiêu lớp cũng được, chứ không có cảm giác là bị khó chịu ở trên da. Thậm chí cũng có thể làm như vậy cho vùng cổ luôn. Chưa dùng gì trên mặt, chỉ mỗi kem chống nắng thôi mà đã thấy khá là ổn áp rồi. Một chút cushion và má hồng, ready to go.